Đến 22 giờ 30 ngày 26 tháng 10, cảnh sát giao thông thị xã Bến Cát Thế Hệ hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 13 đoạn qua phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương khiến một nam thanh niên chết thảm, đồng thời truy tìm ô tô có liên quan đến vụ tai nạn. Cảnh sát giao thông thị xã Bến Cát khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Trước đó, vào khoảng 20 giờ cùng ngày, thanh niên tên Quận 26 tuổi, ngụ Bình Dương lãnh đạo xe máy lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng từ thành phố Thủ Dầu Một về thị làng Bến Cát Bình Dương. Khi lưu thông đến trước kinh doanh Chung Thịnh Gia và chỉ còn cách nhà khoảng 300m thì bị ô tô chưa rõ ràng đại dương số tông tết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, xe ô tô có liên quan đến vụ tai nạn đã hối hả bỏ trốn khỏi hiện trường. Người đi đường cảm thấy bức xúc trước hành động vô tâm của người tài. Nhận tin báo, cảnh sát giao thông thị xã Bến Cát đã có mặt lấy lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất camera, truy tìm ô tô có liên quan đến vụ tai nạn.